xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đến với kênh thời sự và giải trí. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã trải qua một giai đoạn phát triển nhanh chóng với những cơ hội hiếm có và trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Vậy mất bao lâu Trung Quốc mới đuổi kịp Mỹ? À, xin mời quý vị cùng theo dõi câu trả lời cho câu hỏi này của tác giả Peter For. Bắt kịp và vượt Hoa Kỳ một lần nữa trở thành giấc mơ của vô số người dân Trung Quốc. Vậy ở giai đoạn này, khoảng cách giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cách xa bao nhiêu? Nếu những người Trung Quốc thậm chí không hiểu được khoảng cách giữa họ với Hoa Kỳ thì làm sao họ có thể vượt qua Mỹ được? Khi ở Trung Quốc, lão có đặt vấn đề này cho các bạn trí thức ở đấy và họ ngơ ngác không trả lời nổi. Theo lão, khoảng cách giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không chỉ giới hạn ở sức mạnh cứng hữu hình. Với sức mạnh mềm vô hình thì khoảng cách giữa hai quốc gia này còn xa hơn những gì họ tức là người Trung Quốc tưởng. Sức mạnh mềm của Mỹ là tín nhiệm quốc gia, là khoa học kỹ thuật, là kiến thức văn hóa, là các đạo luật quốc tế có lợi cho Mỹ và đồng đô la thống trị thị trường toàn cầu. Người ta nói, chọn mặt gửi vàng Cả thế giới, hơn 60 quốc gia đã gửi 8.300 tấn vàng tại Mỹ, bao gồm 600 tấn vàng của chính phủ Trung Quốc, chiếm 30% trữ lượng vàng trên thế giới. Không có tín nhiệm thì ai dám gửi? Năm 1990, Iraq xâm chiếm Kuwait và Hoa Kỳ đã gửi quân đến Trung Đông tham chiến. Trước khi chiến tranh bắt đầu, tất cả các nhà bình luận quân sự Trung Quốc đều cho rằng quân đội Mỹ sẽ giành chiến thắng cuối cùng nhưng thương vong sẽ rất nặng nề. Kết quả cuối cùng thì khiến tất cả các nhà bình luận quân sự Trung Quốc cảm thấy khó tin và thậm chí không thể chấp nhận được. Quân đội Mỹ không chỉ thể hiện khả năng chiến đấu mà cả tư duy tác chiến, Việt xa trí tuệ của các cái chuyên gia của Trung Quốc và cái giá ít ỏi mà quân đội Mỹ phải trả cũng khiến họ choáng váng. 30 năm trôi qua trong chớp mắt. Bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi, ngày nay Quân đội Trung Quốc có khả năng chiến đấu như quân đội Hoa Kỳ đã thể hiện cách đây 30 năm hay không? Nếu chúng ta lấy Iraq là Bắc Triều Tiên, quân đội Trung Quốc có thể chiến đấu gần ngay cạnh nhà mà có thể giành chiến thắng, nhưng thương vong sẽ ở mức trên 100.000 người. Nếu trận chiến xảy ra ở Trung Đông, Trung Quốc nói nhanh là không có khả năng triển khai lực lượng quy mô lớn tầm xa mà Hoa Kỳ đã thể hiện. Trong chỉ huy tác chiến, thông tin, cơ động và khả năng phối hợp Trung Quốc vẫn có thể đạt đến trình độ của quân đội Mỹ 30 năm trước, so với khả năng chiến đấu của hải quân, không quân và khoảng cách thậm chí còn lớn hơn. Cuộc diễu hành quân sự quốc khánh Trung Hoa chỉ là một màn trình diễn và khả năng chiến đấu thực sự của quân đội Trung Quốc là rất đáng lo ngại. Gần đây, tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi đã bị điều tra và Sunvo, tổng công ty vận tải đường biển đã bị kết án Điều này tiết lộ ra sự lừa đảo và tham ô trong quân đội là rất nghiêm trọng. Liệu chiến hạm Liêu Ninh có khả năng chiến đấu ban đêm nào không? Tuần này, cuộc diễn tập tấn công liên tục trong 24 giờ của hai tàu sân bay thuộc hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ là một tín hiệu. Trong cuộc tập trận, máy bay ném bom và lính nhảy dù tầm xa của quân đội Mỹ cất cánh từ lãnh thổ Hoa Kỳ, có thể điều động nhanh chóng ra biển Đông hệ thống phòng không S-400 của Nga do Trung Quốc mua đã chứng tỏ không có khả năng đối đầu với F-35 của Israel ở Syria và Iran. Từ quan điểm về khả năng chiến đấu toàn diện, quân đội Trung Quốc khó có thể tự bảo vệ mình ngay trên địa phận của mình. Nếu phải cạnh tranh với Hoa Kỳ trên thế giới để giành quyền tối cao về quân sự, thì họ hoàn toàn không phải là đối thủ về kinh tế trung quốc tự hào nhất về khả năng sản xuất của mình về khả năng sản xuất sản phẩm đặc biệt là xuất khẩu thương mại nước ngoài khả năng của trung quốc đã vượt qua hoa kỳ đứng đầu thế giới tuy nhiên sản xuất của trung quốc về cơ bản là dựa trên gia công nguyên liệu thông qua công nghệ và nguồn vốn từ bên ngoài trung quốc là nhà máy của thế giới có năng lượng sản xuất mạnh nhưng không có lợi thế về công nghệ Họ không thể thoát ra khỏi sự phụ thuộc vào thị trường và vốn nước ngoài. Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong hai thập kỷ qua không phải là một phép lạ hay là bí mật. Nó chỉ là sự lặp lại của sự phát triển nguồn vốn xuyên quốc gia, sử dụng lao động giá rẻ và tài nguyên đất đai ở các nước chưa phát triển. Trung Quốc đã không phát triển hệ thống khoa học công nghệ và hệ thống quản lý về khả năng sản xuất chế tạo hầu hết các công nghệ sản xuất hàng hóa cao cấp đều được kiểm soát bởi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu bạn không tin hãy nhìn vào xung quanh bạn máy tính điện thoại thông minh màn hình phẳng công nghệ internet và các thiết bị gia dụng khác nhau mà bạn đang dùng có cái nào là do trung quốc phát minh nếu rời khỏi công nghệ nước ngoài nếu rời khỏi công nghệ nước ngoài trung quốc có năng lực sản xuất những gì trên thực tế người trung quốc đang làm việc khổ sở cho người khác và gây ô nhiễm môi trường của mình để kiếm được một số tiền ví dụ vào đầu cuộc chiến thương mại trung mỹ nhiều người tin rằng đất hiếm của trung quốc là vũ khí chiến lược có ai còn ngây thơ như vậy bây giờ không không phải là hoa kỳ không có tài nguyên đất hiếm cũng không phải là hoa kỳ chưa phát triển công nghệ khai thác đất hiếm sự khai thác đất hiếm ở trung quốc là việc mua lại công nghệ mỹ và các công ty mỹ Tuy nhiên, sự phát triển của đất hiếm gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường và chỉ có người Trung Quốc mới sẵn sàng đầu độc môi trường sống của chính mình mà công dân của họ để xuất khẩu đất hiếm và thu ngoại hối. Nhìn vào những khu rừng xanh, bầu trời xanh và những đám mây trắng ở Hoa Kỳ và ô nhiễm khói bụi, không khí và sông ngòi ở Trung Quốc. Trung Quốc đang sử dụng 50 năm để tiêu hết số tiền kiếm được trong 30 năm qua để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Dù vậy, liệu môi trường của trung quốc có thể so sánh với hoa kỳ hay không trước đây trung quốc an ủi người dân rằng thu nhập của chúng ta thấp nhưng chúng ta có hàng hóa rẻ và sức mua thực tế không quá thấp bây giờ thu nhập của trung quốc đã tăng còn giá thì sao nhà ở giao thông thực phẩm cái gì rẻ hơn hoa kỳ có lẽ đôi tất của họ rẻ hơn đừng nói về công nghệ cao chỉ là sinh kế cơ bản của người dân Trung Quốc sẽ cần bao lâu để giải quyết vấn đề năng lượng và lương thực của chính mình? Thật lực cười khi đại đa số người dân Trung Quốc lại không biết rằng Hoa Kỳ là một nước nông nghiệp lớn. Họ cứ nghĩ rằng Hoa Kỳ đang bóc lột thế giới để nuôi sống chính mình. Đôi khi, lão nghĩ rằng có liệu chăng là Thượng Đế quan tâm đặc biệt đến Hoa Kỳ và trao cho người dân Mỹ vùng đất giàu có và một xã hội dân chủ tự do? Tại sao Hoa Kỳ đã sinh ra rất nhiều nhà tư tưởng? và chính trị gia vĩ đại khi bắt đầu thành lập hơn 200 năm trước. Tại sao những người này có thể thiết lập hiến pháp cho Hoa Kỳ và cơ chế tự do dân chủ cho đất nước thay vì giữ lại quyền lực cho chính họ? Cách đây 244 năm, Jefferson đã viết trong Tuyên ngôn Độc lập: "Chúng tôi khẳng định những chân lý này là hiển nhiên. Mọi người sinh ra đều được bình đẳng. Họ được tạo hóa ban cho một số quyền tất yếu, bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và 200 năm sau, Trung Quốc, nước đã tuyên bố có 5.000 năm văn minh vẫn còn như ếch ngồi đáy giếng với những gì gọi là dân chủ. Trung Quốc đã lật đổ một triều đại phong kiến, hy vọng thay ra đổi thịt. Nhưng đáng tiếc là họ đã thiết lập một triều đại phong kiến mới, hy vọng cho sự kết thúc thảm kịch này bao giờ mới xuất hiện. Mấy ngày này, chúng ta chứng kiến thiên tai ngập lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc. Liệu chỉ có ông rời mới làm được điều bắt Cộng sản Trung Quốc phải trả giá những gì họ đã làm và gây nên oan trái với người dân của họ cũng như người dân trên thế giới? Trong những năm qua, Trung Quốc đã tuyên truyền cho chế độ ưu Việt của họ một mặt là thúc đẩy truyền thống có giá trị nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc. Một mặt nhấn mạnh rằng tự do dân chủ ở phương Tây không còn phù hợp với tình hình của Trung Quốc. Trên thực tế, loại tuyên truyền này cố ý gây hiểu nhầm, cố gắng tránh một vấn đề cơ bản. Trong tuyên truyền của Trung Quốc, dân chủ và sự tự do là những gì người dân muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, tự do vô kỷ luật, gây nên nhiều tội ác xã hội. Đây cũng là cách hiểu về dân chủ và tự do của nhiều người Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc có thể và họ không dám để người dân hiểu rằng chìa khóa của một quốc gia dân chủ là quyền lực của chính phủ đều đến từ người dân, do dân bầu ra, kiểm soát công khai bởi người dân và là công cụ phục vụ dân. Nhật Bản, một nước ở phương Đông đã theo bước Trung Quốc trong thời kỳ quá khứ xa xưa. Tình yêu của người Nhật Bản đối với văn hóa Trung Quốc không tệ hơn một số người Trung Quốc. Sự trỗi dậy của Nhật Bản bắt đầu từ giai đoạn Duy Tân Minh Trị, khác với Trung Quốc Nhật Bản đã rút ra kinh nghiệm về các khái niệm và ý tưởng lạc hậu trong văn hóa phương Đông và Trung Quốc. Không để những văn hóa lỗi thời ấy tiếp tục có đất sống trong xã hội Nhật Bản. Nhật Bản không lật đổ hoàng gia cũng không có một cuộc cách mạng bạo lực. Thay vào đó, họ đã áp dụng cải cách xã hội toàn diện sau khi chấp nhận những tư tưởng mới từ phương Tây. Vượt qua khỏi Trung Quốc để trở thành cường quốc thế giới. Ngày nay người trung quốc vẫn tin rằng những gì trung quốc thiếu là công nghệ nguồn vốn hoặc kinh nghiệm quản lý họ không hiểu rằng nguyên nhân sâu xa của việc hạn chế sự phát triển của trung quốc là hệ tư tưởng đã ăn sâu vào gốc rễ của chế độ phong kiến lạc hậu đảng cộng sản đã lật đổ xã hội chủ nghĩa cũ và thành lập một quốc gia mới nhưng ý tưởng cai trị đất nước vẫn còn lạc hậu đây mới là khoảng cách vô hình giữa mỹ và trung quốc ngoài khoảng cách rất xa về quyền lực mềm. Mất bao lâu để Trung Quốc mới đuổi kịp Mỹ? Không một ai có thể trả lời được câu hỏi này. Kính thưa quý vị và các bạn, nội dung bài đọc Mất bao lâu Trung Quốc mới đuổi kịp Mỹ? của tác giả Peter Ford đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.